Hôm nay tôi sẽ làm một tập Q&A, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây, chính là câu trả lời. Như anh em đã biết là chúng ta vừa đạt được 100.000 người đăng ký. Có khá là nhiều người chúc mừng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều, tất cả là đều nhờ anh em hết đấy. Tuy là 100.000 người đăng ký không là gì đối với một vài người, nhưng với tôi đó là một cột mốc đáng nhớ. Thế nên là tôi sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi. Cũng có nhiều người kêu tôi hãy trả lời câu hỏi đi. Tôi đã tổng hợp những câu hỏi từ những bài viết gần đây nhất và bài viết 50.000 người đăng ký mà tôi đã nói là sẽ làm Q&A. Được rồi, giờ vào vấn đề chính thôi nào. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của bạn Thái đẹp trai. Câu hỏi này là của bài viết 50.000 người đăng ký. Cảm nghĩ của anh khi được 50.000 sub. Thay vì 50.000 sub thì tôi trả lời cảm nghĩ 100.000 sub. Đương nhiên là vui rồi, vui cực. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Pi. Thật ra là một dàn câu hỏi. Tên thật của anh là gì? Những câu hỏi như thế này là tôi đã trả lời vào video này rồi, nhưng cho những người mới chưa biết tôi thì tôi sẽ trả lời lại. Tên thật của tôi là Nghĩa. Cho ai mà hỏi tôi là Dương, Dương Nghĩa. Đấy, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 17 tuổi. Hiện đang sống ở đâu? Tôi sống ở Đồng Nai. Anh có định show mặt hay không? Tôi cũng chả biết nữa, chả tìm thấy lý do nào để tôi show mặt cả. Với lại tôi sợ show mặt ra sẽ mất fan mất. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, tôi sẽ show mặt vào thời điểm thích hợp nhất. Anh có thể show Facebook được không ạ? Facebook của tôi là Trung Nghĩa, link ở dưới phần mô tả. Ý định của anh làm gì khi kênh được 100.000 sub? Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm video thôi và phát triển những cái mới. Đấy, ông sẽ làm vlog trong tương lai chứ? Tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi, có thể lắm chứ. Câu hỏi tiếp theo cũng khá là nhiều người hỏi. Anh có người yêu chưa ạ? Tôi nhớ là tôi đã trả lời câu hỏi này vào video Q&A lần trước. Sau khi trả lời câu hỏi đó xong thì từ đó đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu. Đó là một câu chuyện buồn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Châu Mr. Anh có crush chưa ạ? Tôi có rồi mà không nói đâu. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Gangster 404. Anh có sở thích gì? Sở thích của tôi là chơi game này, xem tivi này, rồi gì nữa nha. Lâu lâu cũng có đọc sách, với lại thích đá banh nữa anh em ạ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Mi Fan. Anh ơi, anh là dân tộc gì vậy ạ? Tôi là dân tộc Kinh á. Câu hỏi tiếp theo cũng khá là nhiều người hỏi tôi, tại sao anh lại làm YouTuber? Ai đã truyền cảm hứng cho anh? Tại sao tôi lại làm YouTuber à? Tại vì tôi thích anh em ạ. Còn vì sao tôi thích thì hồi trước tôi có xem video của anh Rich Double Gamer, tôi thấy nó hay hay, thế là từ đó tôi thích làm YouTube luôn. Nghe nó hơi vô lý nhưng mà sự thật đấy anh em ạ. Và người đã truyền cảm hứng cho tôi thì tôi có nhiều người truyền cảm hứng lắm anh em ạ. Như là anh Rich Double Gamer này, anh Dũng Senpai, PewDiePie và MrBeast, gần đây là anh GNDTT và còn khá là nhiều người khác. Nhưng tiện đây tôi cũng cảm ơn những người đã truyền cảm hứng cho tôi. Câu hỏi tiếp theo là của hai bạn Quốc Khang và Minh Chí Nguyễn. Cho tôi hỏi ông có bị gay không? Anh có chơi BD không? Tôi không bị gay hay là muốn chơi BD gì hết. Tôi cực kỳ men nhé. Câu hỏi tiếp theo, ngoài YouTube anh còn làm nghề gì không? Ngoài YouTube thì tôi chỉ có đi học thôi, không làm gì cả. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Tân Duy. Mục đích của ông làm YouTube? Thật sự ra là không có mục đích gì cả, tại vì tôi thích thôi. Ai dẫn ông tới con đường YouTube? Đó chính là anh Crystal Gamer. Sau này nếu được đút bạc thì quay vlog cho tụi tôi xem. Ok, tôi sẽ quay đăng lên Facebook của tôi. Lớp không? Câu hỏi tiếp theo, thật ra cũng không phải câu hỏi. Câu nói nhiều nhất của ông là Moly Moly Man, Holy Moly Man nhá. Ừ thì tôi cũng nói nhiều câu Holy Moly Man thiệt. Cho anh em hỏi tôi cái từ đó đâu ra mà tôi nói, với lại ý nghĩa của nó là gì. Thật ra là tôi tình cờ coi một cái video nào đó trên YouTube và tôi nghe được câu đó. Khi mà tôi quay video tôi nói ra mà tôi không biết. Lúc tôi edit lại thì tôi nghe được và thấy nó cũng ổn, nên là tôi cứ nói riết vậy đấy. Còn về ý nghĩa thì tôi không chắc, chắc nó cũng giống Oh My God hoặc là Holy shit gì đó thôi. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Đạt. Anh có phải weebu không? Tôi không xem nhiều anime cho lắm, chắc là tôi không phải là weebu rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Nguyễn. Bạn có thi rap Việt không? Tôi không thi rap Việt, tôi thích nghe nhạc của rap Việt thôi. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Suiru. Em muốn hỏi anh có thích YouTuber nào không? Tôi thích nhiều YouTuber lắm anh em ạ, nhất là những người truyền cảm hứng cho tôi đấy. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Hóa Chất Thanh Bình. Anh là con trai hay con gái? Wow! Nghe giọng tôi giống con gái lắm hả? Tôi buồn á. Câu hỏi tiếp theo, tôi được nhận khá là nhiều. Anh đặt tên có ý nghĩa gì? Hay chỉ thấy vui vui tai? Ừ thì cũng thấy vui vui tai thiệt. Tên tôi chả có ý nghĩa gì hết anh em ạ. Đơn giản là hồi đi học Anh Văn người ta gọi tôi là Toby, nghe cũng được phết. Còn chữ đằng sau DHT hả? Là nguyên cái họ của tôi đấy. Anh em đoán thử đi. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này khá là khó trả lời. Anh có thể cho em biết về lịch ra video của anh được không? Tôi không thể nói trước là tôi ra video khi nào được anh em ạ. Anh em có thể thấy là dạo này tôi ra video không đồng đều, nhưng mà tôi hứa tôi sẽ cố gắng hết mình ra video sớm nhất có thể. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Trần Vinh Quang. Anh có tính livestream không? Tôi cũng đã tính tới chuyện này nhưng cần phải cân nhắc một vài thứ. Nếu mà anh em thích tôi livestream thì hãy bình luận phía bên dưới nha. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Võ Xuân Tính. Anh có cần thuê editor không ạ? Không em nha, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình anh. Bởi vì có một mình tôi nên video ra trễ, mong anh em thông cảm. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Đức. Điều gì khiến anh tìm đến game cướp thành phố vậy anh? Điều khiến anh tìm đến game cướp thành phố vì nó vui em ạ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Miku. Nếu trong tương lai anh có dự
định là sẽ hợp tác với các YouTuber khác không anh? Đương nhiên là sẽ hợp tác rồi, nếu mà tôi có cơ hội. Câu hỏi tiếp theo là của bạn NNT. Anh cài mấy cái mod sao hay vậy? Làm clip chỉ được không anh? Tôi thường tải mod trên hai trang web, một là gta5mod.com, hai là của một người tên là Julio Nipmod, và thường trên đó người ta chỉ hết rồi nên là cũng dễ cài. Tôi nghĩ là tôi không cần chỉ đâu. Câu hỏi tiếp theo, hồi mới làm YouTube anh edit bằng gì vậy? Hồi mới làm YouTube tôi chỉ có điện thoại thôi nên là edit bằng KineMaster. Cái xong tôi thấy hơi khó khăn nên là tôi chuyển qua máy tính và sử dụng Filmora 9. Lúc đó máy tôi còn khá là cùi nên là chỉ dùng được cái app đó thôi. Và bây giờ tôi đã được nâng cấp lên một chút xíu nên là tôi xài Adobe Premiere Pro. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Khuyên Trương Thị. Sau này anh có làm những tựa game khác không? Chắc chắn là tôi sẽ làm thêm những tựa game khác. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Tường. Anh ơi, liệu anh có làm về ARK hay Minecraft không ạ? À? Tôi đã có một vài ý tưởng về Minecraft rồi. Vấn đề chỉ là thời gian thôi anh em ạ. Và đấy là tất tần tật những gì về tôi. Và lại một lần nữa tôi cảm ơn anh em rất rất nhiều vì đã đồng hành với tôi trong thời gian qua. Mong là anh em vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với tôi trong thời gian tới. Còn đây là những người đặt câu hỏi bị trùng và muốn lượt lên TV. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.